Đã có hơn 200 người thiệt mạng trong trận lũ lụt do mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Pakistan trong suốt 4 ngày qua. Hiện quân đội nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao khi mà cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong vòng 24 giờ tới. Phát ngôn viên cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết, tỉnh miền đông Punjab là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ, với ít nhất 60 người chết, 38 người đã thiệt mạng ở khu vực biên giới Kashmir và 11 người đã chết ở tỉnh miền bắc Kyrgyzstan. Phần lớn Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, ngập sâu trong nước sau khi hệ thống thoát nước của thành phố ngưng hoạt động do lượng nước mưa quá lớn. Theo cơ quan quản lý thiên tai nước này, mưa lũ cũng khiến cho hàng nghìn người bị mắc kẹt. Hơn 700 ngôi làng bị ngập lụt, trong khi 200.000 người bị mất nhà cửa. Chính quyền Pakistan đã huy động quân đội, tàu thuyền và máy bay trực thăng để hỗ trợ các hoạt động ứng cứu. Các nhà chức trách lo ngại số người chết có thể tăng lên khi mưa lớn được dự báo là không giảm trong những ngày sắp tới. Trong khi đó, nước láng giềng Ấn Độ cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của đợt mưa lũ lần này, khi đã có gần 100 người chết trong các trận mưa lũ và sạt lở đất. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ thậm chí đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn tại New Delhi để đánh giá tình hình lũ lụt và cử các thành viên của lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia tới hỗ trợ các chính quyền tiểu bang.